Truy cập ngay robotsiêurẻ.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsiêurẻ.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Wow, amazing! Ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game mà mình gọi là huyền con mẹ nó thoại luôn anh em ơi. Tại sao mà mình lại bảo là huyền thoại hả anh em? Đấy, bởi vì đây là một tựa game đã từng làm mưa làm gió trên cộng đồng Roblox anh em ạ. Và tựa game này thật sự là nó đã từng gọi là rất là hay, nó từng rất là phát triển. Tuy nhiên thì vì một số lý do về lục đục nội bộ và tựa game này đã phải tan rã và phải gọi là trở thành dead game. Và mình nói đến đây thì chắc là một số anh em biết được rằng là mình đang nhắc đến con game nào đúng không nào, đó chính là Project X anh em ạ. Và tựa game Project X của chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 100 mấy người chơi thôi. Và không dừng lại đấy, không gọi là chấp nhận số phận, thì những cái admin của tựa game Project X đã quyết định làm ra một con game mới xịn sò hơn, chắc chơi hơn, pro hơn, gọi là skill xịn sò hơn nữa đấy, hiệu ứng vãi đái hơn nữa, đó chính là game Project XL anh em ạ. Đấy, và chúng ta đã có được một tựa game mới, một tựa game gọi là mang phong cách của Project X nhưng được nâng cấp lên thành XL, có nghĩa là size lớn hơn. Ok, tôi cũng không hiểu tại sao lại đặt là XL luôn không ạ. Có vẻ như là admin cạn ý tưởng, kiểu là thôi giờ size X nó nhỏ quá, giờ bố mày tăng là XL cho nó lớn mà, kiểu vậy ấy. Thì ok, và đây là tựa game Project XL, nó cùng là nhà phát triển luôn của tựa game Project X luôn anh em ạ. Cùng là một nhà phát triển nha anh em, đấy. Và ở trong cái tựa game này chúng ta sẽ cùng nhau review xem thử là nó có gì đặc biệt, nó có gì xịn sò, nó có gì hấp dẫn nha. Và mới vào thì anh em chắc chắn là anh em sẽ nhận được gọi là những cái trang phục này, những cái ngoại hình này, anh em có thể setting ngoại hình của mình ha. Mình thì mình setting một cái thằng nhìn rất là lạnh lùng, cool boy ấy. Mình thì mình thích màu tóc màu trắng anh em ạ, bởi vì mình coi mấy bộ anime ấy, thì mấy cái thằng mà tóc màu trắng thường là nó gọi là pro lắm anh em ạ. Đấy, nên đâm ra là tôi quyết định tôi để màu trắng không ạ. Thế nó mới thể hiện đẳng cấp không ơi. Ok, thì ở cái tựa game này chúng ta sẽ có những cái code như sau. Và những cái code này thì mình khuyến khích là anh em khoan nhập đã nha. Khoan nhập đã, vì thật sự là mình cũng chưa biết rõ hết phần thưởng của nó, admin không ghi rõ anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ show trước cho anh em để anh em có thể là, nếu anh em thích thì anh em có thể nhập thử. Và mình đã nhập thử một cái code rồi. Và cái code đầu tiên mà mình muốn nhập đó chính là Sub to Kelvin. Cái code này mình đã nhập rồi và mình sẽ chỉ cho anh em cách nhập nhé. Cách thứ nhất là anh em bấm vào phần khung chat, anh em viết ở trên này, anh em enter một phát thì nó sẽ gọi là nhập cho anh em luôn. Cách thứ hai đơn giản hơn, dễ nhìn hơn, đó chính là anh em vào phần setting, em có một cái dòng enter code này đấy. Rồi, và mình sẽ gọi là ghi cái dấu gạch ngang đằng trước nha, để gọi là khỏi nhập cái code ấy. Rồi, cái code đầu tiên mà mình đã nhập rồi nha, anh em viết code thì anh em nhớ bỏ cái dấu gạch ngang trước nha. Sub to Kelvin. Đây, sub to Kelvin PS. Đây là cái code đầu tiên nha mọi người, và anh em nhớ là bỏ cái dấu gạch ngang đầu tiên để nhận được code nha. Và code này sẽ cho anh em là full mastery, cái gọi là cái khả năng mà anh em đang dùng luôn. Nên những anh em nào mà gọi là mới chơi thì anh em chưa có đồ xịn thì anh em đừng có nhập làm gì, phí lắm anh em ạ. Và những cái code sau thì mình không rõ là phần thưởng nó là gì, nhưng mình cũng show cho anh em luôn. Đó chính là sub to the cell HM 121. Đây, đây là code thứ hai nha. Và cái code thứ ba mà mình muốn gửi đến cho anh em, đây chính là cái code thứ ba, Black Star 6991 MVP. Đây, đây là cái code thứ ba nha mọi người, ba code nha, chúng ta có tặng hình như đâu đó là 6 code rồi anh em ạ. Rồi, và đây là code thứ ba, chúng ta sẽ đến với code thứ tư nào. Code thứ tư thì chúng ta sẽ có, đó chính là Pirate Player. Đây, code thứ tư, anh em nhớ là anh em nhập code thì bỏ cái dấu gạch ngang đầu tiên nha. Vì mình để dấu gạch ngang để cho nó khỏi nhập ấy anh em. Đấy, chứ mình thì mình chưa muốn nhập đâu, mình gọi là đang dùng cái này full mastery rồi. Nhập vào phí, lỡ nó gọi là thêm một cái code full mastery nữa thì có phải phí không? Và cái code thứ năm mà mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là Herbon Gibbon 13. Rồi, và đây là cái code thứ năm. Và cái code thứ 6 mà mình không biết là có dùng được không nha, anh em cứ nhập thử đi. 3K Live. Đây. Rồi, vậy là chúng ta đã có tổng cộng là 6 cái code nha mọi người. Rồi, và đấy là những cái code mà mình muốn gửi đến cho anh em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ
bỏ qua phần code và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là xem thử tựa game có gì hấp dẫn. Và ở tựa game này, mới vào game nó sẽ, theo như mình đánh giá nha, là nó không có gì đặc sắc cả anh em ạ. Nó chỉ có đặc sắc là anh em đi săn đồ này. Đấy, anh em đi săn đồ được thôi, chứ còn nếu mà về việc farm ấy, thì nó khá là nhàm. Bởi vì là những cái con quái ở đây này, đấy nó chỉ là những cái con dummy thôi anh em ạ, nó đứng yên cho anh em đánh thôi. Và hiện tại trên những cái gọi là hòn đảo ở đây nó cũng đều là con dummy cả anh em ạ, nó chẳng có gì cả. Nó đều là con dummy hết anh em ơi, và anh em chỉ farm dummy thôi, nó chẳng có gì ngoài cái việc gọi là đứng đó và tung skill lên mấy con quái đó. Đấy. Và những con quái nó không thèm đánh lại anh em kia vì nó là dummy mà. Thì chúng ta sẽ có một bãi farm wood này, đây bãi farm gỗ này, rồi qua bên này thì chúng ta sẽ có những cái bãi farm mạnh hơn, dần dần mạnh hơn. Đấy, nó chẳng có gì đặc sắc cả. Và ở trong cái tựa game này thì những anh em nào mới vào ấy, thì anh em sẽ gọi là đi săn. Đấy, đi săn những cái trái ác quỷ ấy, kiểu kiểu vậy. Những cái gọi là cái trái khả năng đi ấy, dùng cái từ trái ác quỷ nó cũng hơi sai. Đấy, thì những cái trái đấy thì nó sẽ rơi vào những chỗ mấy cái cây này anh em này. Đấy, nó sẽ rơi ở những chỗ cái cây này. Và cỡ tầm theo như mình biết nha, theo như mình biết nha, mình không rõ cho lắm, thì theo như mình biết là mỗi 35 giây thì sẽ có một cái trái ác quỷ được spawn anh em ạ. Đấy, một trái ác quỷ được spawn. Và mỗi 30 giây thì sẽ có một cái túi tiền được spawn, theo mình biết là vậy nha. Đấy, theo mình biết là vậy. Và mỗi 45 phút thì anh em sẽ có được một cái gọi là hình cái trái tim anh em ạ, cái trái tim để anh em có thể gọi là đổi tộc ấy. Đấy, đổi tộc. Và hiện tại tộc của mình là một cái tộc mà gọi là có thể có khả năng hút máu anh em ạ. À, cái tộc đấy tên gì ta? Đâu rồi nhỉ? Mình không biết, ở đây đây, Kumate Tribe. Đấy, cái tộc của mình là Kumate Tribe, là cái tộc mà càng đánh là càng hút máu anh em ơi. Có nghĩa là mình cứ đánh họ là mình sẽ hồi máu. Đây anh em cùng xem nhá. Đấy, cộng 2 máu này này, thấy không? Đấy, mình cứ đánh là mình hồi máu anh em ạ. Úi sợ, đấy, hồi máu. Úi dồi, ông kia. Đấy, thì đấy là cái tộc của mình. Có rất là nhiều tộc ở trong tựa game này. Và anh em gọi là cứ đi săn thôi. Mới vào thì mình nghĩ là anh em nên đi săn đồ thôi, chứ chẳng có gì cả anh em ạ. Đấy, nó chẳng có nguồn què cả ngoài cái việc mà đi săn đồ. Và nó có rất là nhiều đồ ở trong tựa game này luôn. Và anh em thoải mái mà đi săn. Và nó cũng có cả giáp này, có cả gọi là những cái trang phục, phụ kiện của anh em nữa. Và những cái đồ đấy thì nó spawn khoảng là 2 phút 30 giây nha. Đây 2 phút 30 giây, nói chung là còn rất là nhiều đồ mà mình không tiện kể đây. Bởi vì tựa game này làm nhiều đồ quá. Làm nhiều vãi chưởng con ạ. Mê nhiều thứ vãi chưởng luôn. Ok, và tựa game này thì mới vào, admin có bảo rằng là mình sẽ cập nhật game từ từ đấy, chứ không có phải là cập nhật cùng một lúc đâu. Nên mới vào nên chỉ đánh những cái con dummy này thôi này. Đấy, và hiện tại thì mình đang sở hữu một cái khả năng, đó chính là electrification. Trời má ơi, đọc cái tay muốn ỉa luôn ấy, khổ thật chứ. Và cái khả năng là kiểu khả năng điện các ông ạ. Và nếu như Goro là điện xanh thì tôi, đây ông này ông dùng Goro này. Đấy, còn tôi là cái điện vàng các ông ạ. Đấy, tôi không biết là điện nào nó ngon hơn, nhưng mà tôi thì tôi thấy cái điện vàng nó đẹp hơn. Và tôi sẽ cùng gọi là show cho anh em xem thử là cái điện vàng nó như thế nào nhé anh em. E nào. Đấy, nó sẽ tạo, nó sẽ chữa nó một cái luồng điện phía trước. Và những kẻ mà đứng phía trước sẽ bị gây đam, kèm theo đó là bị hiệu ứng điện nữa các ông ạ. Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với chữ R nào. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái vòng điện và hắt đối phương về phía trước, phía lùi lại, đấy, lùi lại trước mặt mình. Đấy, gọi là knockback đấy anh em ạ. Đấy, knockback đấy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiêu C, đó chính là Lightning Rod. Đây là một cái chiêu dùng để teleport nha anh em. Đấy, úi trời ơi, teleport mà còn gây đam được kia. Đấy, teleport còn gây đam ở điểm di chuyển nữa. Úi trời ơi, ông này như là có cái trái gì à. Và trái quỷ ở trong tự game này thì spawn khá là nhanh luôn anh em ạ. Nó spawn nhiều lắm luôn, như đồ chợ luôn ấy không ạ. Nhưng mà thật sự để ra được những cái trái quỷ mà xịn sò ấy thì thật sự nó rất là hiếm. Đấy, mặc dù nó spawn nhiều nhưng mà để ra được trái quỷ xịn sò thì nó cũng khá là hiếm đấy anh em. Đây, C này, úi sờ ơi, tại lại, ui, ông nào đánh mình đấy. Trời má ơi. Ok, và chiêu cuối cùng là cái chiêu mà mình nghĩ là rất là mạnh, tuy nhiên thì nó hồi chiêu khá là lâu. Đó chính là chiêu Indicker, rồi bỏ qua tay đi. Chiêu X nào. Đấy, trời ơi, nó nổ rất là nhiều đợt. Và sau đấy thì đợt cuối cùng nó sẽ gây đam toàn diện luôn và hắt lùi đối phương. Quá là xịn sò luôn anh em ạ. Quá là xịn sò. Và có thể nói được rằng là cái sức mạnh của cái electrification này, theo như mình đánh giá là cũng thuộc dạng là khá mạnh đấy anh em ạ, không phải nhận vừa đâu. Rồi, và ở cái tựa game này thì mình thấy admin cũng khá là đầu tư, khá là trong châu chuốt đấy. À, về ngoại hình giao diện đồ họa thì mình thấy nó rất là giống với lại Project X luôn đấy, như kiểu là không khác gì luôn ấy. Copy qua bỏ lại thôi các ông ạ. Về phần start thì ở đây thì anh em sẽ gọi là đánh này. Đấy, anh em gõ đánh đấm 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 để anh em lên, hoặc là anh em làm nhiệm vụ lên nhé. Và có một cái mà mình không thích đó chính là gì anh em biết không? Đây.
Ôi trời ơi, các ông ơi nhìn mà xem. Trời má ơi, nước biển đóng băng, có ông mà thằng đầu bùi nào mà nó cho nước biển đóng băng vậy, chết kỳ vậy. Trời má ơi. Ok thì theo như mình thấy là cái Goro nó tay là bột nhanh vậy đây, và nhanh vậy đái không ạ. Mẹ. Ok thì đã bên này thì toàn mới coi NPC của admin thôi nên mà nó chẳng có gì cả. Đây NPC này, toàn là NPC hết các ông ơi. Ấy còn đảo bên kia thì chúng ta cũng chẳng có gì cả. Đấy. Trời má, nói chung là đảo chỉ có một cái đảo chính ở giữa là để farm thôi các ông ạ. Admin vẫn đang cập nhật game từ từ nha. Nên mình sẽ rất là mong cái tựa game này nó phát triển mạnh hơn, nó gọi là lớn mạnh hơn để có thể gọi là sánh vai được với lại Project X nha. Vì mình rất là hy vọng vào tựa game Project XL này nó sẽ phát triển hơn cả Project X nữa. Và thật sự là cũng rất là mong là đội hình, đội ngũ, nội bộ của admin không còn lục đục như trước để có thể gọi là bị mắc game nữa đấy, bị deck game nữa thì rất là buồn luôn đấy. Ui ở đây nó có một cái gọi đấu trường này, tôi nghĩ ở đây sẽ spawn một con boss gì đấy anh em ạ. Ok và đấy là về tựa game Project XL và cũng như là code cũng như là mình đã review sơ cho anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ có setting này, có shop này, rồi anh em gọi là đi vào cái quầy bar kia để anh em mua năng lực này kia, hồi nãy tôi quên review cho các ông mắt rồi. Và anh em sẽ đi theo hướng này nhá, ở phía bên này nó có chữ ba này anh em thấy không đấy, ở phía xa 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 có chữ ba đấy anh em ạ. Và mình sẽ đi theo cái hướng này ha, thì nó sẽ có một cái chỗ để anh em có thể mua được những cái năng lực của anh em luôn. Và giá của nó thì khá là chua nên mình nghĩ là anh em cũng mới vào chơi thì anh em không đủ tiền mua đâu. Hình như là em này đúng không ta, đây em này đây. Ui hiện tại thì bán Blazing Knight này, Shock Fist này, Burning Spear, nói chung là Penguin Pi có mà Ito Ryui Susui là gì, Susui là qua gì mình không rõ cho lắm, anh em nào biết thì comment nhé. Bên này có Blacklist Style này, ui 370 ngàn nghe nó đâu đi thế trời má ơi. Ok và ngoài ra có một điều mà mình lưu ý cho những anh em nào mà gọi là những anh em nào mà mới chơi này, thật sự luôn mình đã phạm sai lầm rồi nên mình không muốn anh em phải gọi là mắc thêm một sai lầm nữa. Giống như mình đó chính là mới vào anh em sẽ được tặng một cái kiếm đúng không, mới vào anh em sẽ được tặng một cái kiếm và anh em hãy bấm vào phần Start này. Và khi mà anh em muốn đổi qua một cái trái ác quỷ khác hoặc một cái năng lực khác ấy, anh em đừng có vứt cái cây kiếm ấy, anh em đừng có để cái cây kiếm ở trong người mình mà anh em đổi. Anh em hãy bấm vào đấy và anh em bấm vào cái phần non này này để lưu nó vào cái kho đồ anh em ạ. Đấy đấy, mình bấm vào thì nó sẽ lưu nó vào kho đồ và sau đấy thì anh em hãy để ăn trái ác quỷ. Đấy thì nó sẽ không mắc cây kiếm. Còn nếu mà anh em không lưu nó vào kho đồ, anh em ăn luôn trái quỷ thì anh em mắc luôn cây kiếm anh em nhá. Và cái kiếm đấy thì không lấy lại được đâu. Và cái kiếm đấy theo một số thông tin mà mình được spoil, mình một số thông tin mà mình gọi là được những người mà chơi bản beta họ chơi trước họ nói với mình, thì cái kiếm đấy về sau nó cực kỳ mạnh, nó phát triển lên, nó tiến hóa lên rất là mạnh luôn. Cái kiếm tăng thủ đấy công ạ, nếu mà nó lên nó tiến hóa lên nó rất là mạnh anh em ạ. Bởi vậy nên mình khuyên là anh em nên tạm thời cứ giữ cái kiếm nó đi, đừng để mắc anh em nha, mắc một cái là toang đấy. Ok và đấy là những cái ý kiến của mình và những cái góp ý của mình. Mình thật sự mình đã mắc cái kiếm rồi nên mình khá là cay nên mình cũng không muốn anh em phải bị như mình đâu. Nên ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và anh em đánh giá như thế nào về tựa game Project XL này? Thì riêng mình thì mình thấy đây là một tựa game rất có tiềm năng và rất có khả năng là vượt mặt luôn cả Project X trước đó luôn. Và thật sự thì mình mong là nội bộ lục đục, nội bộ của mình không còn lục đục như trước nữa, chứ thật sự mà lục đục thêm phát nữa thì hơi toan. Ok và nếu anh em thích video này nhớ cho mình một like và một subscribe và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Và ok bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.